Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Khánh Ly được đánh giá là một trong nữ danh ca nổi tiếng nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975 và sau này tại hải ngoại. Cùng với Thái Thanh và Lệ Thu thì Khánh Ly được đánh giá là một trong ba nữ danh ca tiêu biểu nhất của nhạc trữ tình Việt Nam. Hai tiếng Việt Nam sẽ là vùng trời thương nhớ và ôm mong muốn trở về, để rồi nửa thế kỷ sau đứng hát trên quê hương vẫn là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Những ngày bôn ba đất khách, rong ruổi đem tiếng hát để kết nối những thân phận, những trái tim Việt Nam tại hải ngoại, Khánh Ly chưa một ngày quên quê hương đất mẹ. Trong chuyến lưu diễn từ thành phố Melbourne về Sydney, trên chiếc ô tô chạy cô đơn lặng lẽ, nằm dài để chờ đợi điểm đến, bỗng nhiên anh lái xe mở hai ca khúc Quê hương cùng Thuyền và biển, Một không gian đặc quánh nỗi nhớ và Khánh Ly khóc, thương thân phận phiêu bạc, nhớ góc phố cũ, nhà xưa. Cũng trong những cuộc vội vã trở về ấy, tâm điểm báo giới dành cho Khánh Ly bên cạnh mối quan tâm cho một đời sống hải ngoại đầy bí ẩn và mối quan hệ với Trịnh Công Sơn. Bởi lẽ, chị Khánh Ly và cũng duy nhất Khánh Ly gắn bó với nhạc sĩ và những bạn Trịnh ca len lỏi và bất diệt trong đời sống tinh thần của người Việt như một giá trị khắc màu lịch sử và đời sống văn hóa đương đại. Người ta tò mò về mối quan hệ của nữ hoàng chân đất với Trịnh Công Sơn và đem những theo diệt đồn đoán hỏi Khánh Ly. Tưởng chừng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Khánh Ly đã không ôm ảo mộng danh tiếng để nhận mình từng là tình nhân bé bỏng của Trịnh. Chỉ xin được nương tựa với cái bóng quá lớn của ông và luôn nhắc đời mình may mắn khi được Trịnh Công Sơn vẽ nên hình hài nghệ sĩ. Trong khi ngoài kia, có những người tiếp tục tiểu thuyết hóa mối quan hệ của mình và nhạc sĩ Diễm Xưa. Nhưng cuộc trở về, Khánh Ly đã men theo kỷ niệm những giao ước với Trịnh để hát trên quê hương. Ở khắp nơi mảnh đất này, cho hai tiếng Việt Nam, người dân lao động và sinh viên ở tuổi 70 mấy, chân cài nhắc vì đau vẫn đội mưa hát cho sinh viên Huế, vẫn hòa nhịp yêu thương với những thân phận bất hạnh ở viện ca, viện tâm thần. Và tất nhiên, không thể bỏ qua một phần âm nhạc rất quan trọng là tình ca Trịnh Công Sơn và những ca khúc Da Vàng. Phải nói, trong những lần gần đây, nghe Khánh Ly trong những đêm nhạc, mới nhận ra sức hấp dẫn của bà không chỉ trong giọng hát, gần như không suy xuyển vẻ đẹp đẽ của thanh âm dù qua những thăm trầm thời gian, mà còn đến từ những câu chuyện được bà kể bằng những trải nghiệm và kiến thức năng tích lũy được. Khánh Ly trong câu chuyện của mình đem đến một tinh thần lạc quan đến ngạc nhiên. Bà chưa từng trách móc hay nói về những ưu điểm của ai. Mỗi khi hát xong chui vào cánh gà, Khánh Ly lại mải miết đọc sách. Quang Thành, người thân cận của Khánh Ly, nói bà mà đọc sách lại chẳng thèm ngủ, đọc suốt đêm. Mỗi lần về nước là ôm một vali sách mới sang Mỹ. Từ tự ti về một lễ mai không được học hành tử tế, thấy cách Khánh Ly lập ngôn trong các trò chuyện và trong cách bà viết, người ta tin rằng bà đã có một cuộc cách mạng đáng trân quý trong cuộc đời mình. May mắn với Khánh Ly là cuộc hội ngộ với Trịnh, Nguyễn Hoàng Đoan và những mối quan hệ của họ đều là giới trí thức, và họ đã giúp Khánh Ly ngoài 70 tuổi vẫn cực kỳ hấp dẫn dù ở vai trò người hát hay kể chuyện trong thời đại. Tháng 8 này, Khánh Ly lại trở về trong nỗi ngóng chờ của khán giả để tiếp tục hát trên quê hương trong show diễn tại Hà Nội vào 12 và 15 tháng 8. Để là người kể chuyện rong và khỏa lấp niềm mơ ước, nỗi nhớ và kỷ niệm. Để xòe bàn tay nối những bàn tay nhân ái vì biết đất nước mình cần một trái tim. Ai đó đã tung ra một tin đồn ác ý rằng Khánh Ly đã qua đời dù bà đang khỏe mạnh và chuẩn bị tích cực cho show diễn. Khánh Ly cũng cần những trái tim yêu thương để không còn cảm giác phiêu bạc, và để ca khúc như một lời chia tay chỉ là kỷ niệm đẹp và cuộc hạnh ngộ yêu thương để thấy những lần gặp gỡ hiếm hoi và đáng trân quý. Theo nhà văn Bửu Ý, một người bạn tâm giao cùng thời với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Phôi Pha được nhạc sĩ sáng tác vào khoảng năm 1973 khi ông đã ngoài 30, dường như sự già dặn từng trải trong tuổi đời, sự vững chãi trong tư duy âm nhạc đã khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mở ra một cuộc chơi lớn trong ngôn từ và tư duy ở Phôi Pha. Có người từng đánh giá Phôi Pha là bài ca thơ hay nhất trong chuỗi những nhạc phẩm về tình yêu và thân phận của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có lẽ vì chất thơ, chất nhạc bay bổng hòa quyện một cách thần sầu, còn chất đời và chất hư thì đẩy đưa nhau, thăng hoa nhau, trộn lẫn vào nhau trong một thế hệ cân bằng, hài hòa như được nhạc sĩ
đặt trên hai đầu của một chiếc bập bềnh. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ, ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời như gió thổi qua. Đây là một nhạc phẩm mang đậm tính triết lý nhân sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những lời ca huyền hoặc như vẽ ra một hành trình bất tận của kiếp người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loan quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi xuống trong năm một cõi đi về. Năm 1964, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến Bờ Lao, nay là Bảo Lộc, để dạy học, ở trọ trong một căn villa cũ thời Pháp. Khi màn đêm buông xuống, nằm trên căn gác ngó ra chốn núi rừng heo hút, tâm trạng nhạc sĩ gợi lên những suy tư về thời cuộc, về phận đời, phận người. Và ông đã ghi lại không gian đó, tâm trạng đó vào trong bài hát mang tên Tiếng Hát Dạ Lan, nghĩa là lời hát đến từ một loài hoa tỏa hương vào ban đêm. Sau đó, bài hát được đổi thành Dấu Chân Địa Đàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.